Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình là Jenny đến từ Cầu Sao 8. Và trong video ngày hôm nay thì mình đã mời đến một bạn vô cùng đặc biệt để chia sẻ câu chuyện. Thì như các bạn cũng đã biết là tụi mình đang tổ chức một cuộc thi tên là Trader Kể Chuyện. Thì trong cuộc thi này là nơi mà các bạn thí sinh, các bạn trader có thể chia sẻ những cái câu chuyện và những cái cảm nghĩ của mình về những cái vấp ngã và thất bại trong thị trường. Ok, thì bây giờ tụi mình đang ở vòng 2. Và không để các bạn đợi lâu hơn nữa thì đây là một thí sinh vô cùng sáng giá tại vòng 2. Hello bạn Vinny. Hello bạn Hello, Vinny, bạn người. Có nghe rõ mình nói không? Hello, mình nghe rõ. Ok, vậy thì bạn Vinny có thể giới thiệu cho tất cả những bạn đang xem bạn là ai, đến từ đâu được không? Mình là Vinny, mình là người Sài Gòn. Từ nhỏ đến lớn mình đều sống ở Sài Gòn. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Hiện tại mình đang ở quận Tân Bình. Mình cũng đang ở quận Tân Bình nè. Văn phòng của Kairos Pico 68 cũng ở Tân Bình đấy. Mình có biết hình như ở gần sân bay đúng không? Đúng, gần ngay bay sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Ok. Rồi, vậy thì với một chàng trai người Sài Gòn như vậy, ok, vậy thì mình có đọc sơ qua cái bài dự thi vòng 2 của bạn thì mình có biết là bạn biết về code đúng không? Bạn biết về code. Thì không biết là bạn có thể giới thiệu một chút là hồi học đại học bạn làm bạn học ở đâu và cũng như là cái project mà bạn đã làm là gì không? Mình thật sự thì mình không biết về code, nhưng mà mình hồi xưa mình có làm một cái game đơn giản thôi. Mình dùng phần mềm là Game Maker thì nó không có liên quan về code nhiều, nhưng mà mình hiểu được là cái ngôn ngữ code nó như thế nào. Ok, vậy thì không biết là bạn có cảm thấy ok, vậy thì không biết là bạn có biết đến thị trường này từ mấy năm rồi, và không biết là cơ duyên nào mà bạn đã biết đến thị trường crypto. Mình biết đến crypto rất là lâu rồi, gần như 8-9 năm, nói chung là rất là lâu rồi. Mình không nhớ, tại vì hồi xưa mình làm bên mảng máy tính, mình cũng online nhiều, chơi game nhiều, rồi nói chung là lên mạng rất là nhiều, nên mình biết đến Bitcoin, chính xác là Bitcoin từ rất là lâu rồi, nhưng mà là chưa bao giờ mình để ý đến nó và mình đọc bất cứ cái thứ gì về nó cho đến khi một năm rưỡi đổ lại đây. Vậy thì trong một năm rưỡi đó, khi mà bạn đọc về Bitcoin này kia thì bạn thấy tiềm năng của thị trường này như thế nào và tại sao bạn lại quyết định vào thị trường? Thực tế thì lúc mà mình vào Bitcoin là vì một chữ thôi, tiền. Thì mình nghĩ vào đây sẽ kiếm rất là nhiều tiền. Trước khi mình vào đây, khi mình đao Binance vậy, là mình không biết một cái gì về crypto, không biết về smart contract, không biết về blockchain, không, nói chung là không biết gì hết. Mình nghĩ vào đây là mình bỏ tiền vô là sẽ ít 2, 3, 4 rồi sẽ được rất là nhiều tiền. Thì cho đến khi mình vào, mình là con người thích nghiên cứu, thì mình vào thì mình mới bắt đầu mình nghiên cứu, mình tìm hiểu về Bitcoin là gì, smart contract là gì, rồi blockchain là gì. Thì khoảng chừng một tuần, khi mà mình khoảng 1 tuần đến 2 tuần khi mà mình đọc về tất cả mọi thứ thì mình vẫn còn rất là mơ hồ, mình không có hiểu cái giá trị thật sự của Bitcoin hay mọi thứ. Thì tối nào mình cũng nằm mình suy nghĩ về nó, cho đến một đêm mọi thứ nó giống như là nó ghép lại trong đầu mình. Lúc đó, cái đêm đó mình không thể ngủ được, mình cái người mình nổi da gà lên, nói chung là lạnh sống lưng, nói chung là cứ liên tục như vậy đến một đêm luôn. Qua ngày mai á, khi mà mình tỉnh dậy á, mình nhớ về nó hoặc là mình lại nổi da gà, nó thật sự rất là kinh khủng. Mình mọi thứ nó click trong đầu của mình mà không có một từ nào diễn tả được. Và cái cảm giác này á, mình mong tất cả mọi người đều có để hiểu được cái giá trị của Bitcoin smart contract. Vậy thì để nói về cái ứng dụng cũng như là cái sự gọi là theo bạn là rất là tuyệt vời của Bitcoin và smart contract đối với những người chưa biết gì về thị trường, thì bạn có cách nào nói cho nó dễ hiểu để những người đó họ cũng đều hiểu là Bitcoin nó là làm về cái gì và nó có những cái ứng dụng gì trong thị trường không? Trong ngoài thực tế nữa. Để mình nói về Bitcoin trước.
thì mọi người thường dùng những cái từ là tiền ảo đối với Bitcoin để mình đưa ra một cái so sánh. Tiền trong game cũng là tiền ảo. Tiền trong game nó khác biệt gì với tiền giấy, tiền thiệt mình xài ngoài đời? Nó đều là được bởi kiểm soát. Tiền trong game được kiểm soát bởi nhà làm game, ở ngoài đời được kiểm soát bởi cái quốc gia đó, như ví dụ mà tiền đô la Mỹ được kiểm soát bởi nước Mỹ. Thì trong game người ta muốn in ra bao nhiêu tiền, người ta có quyền in ra. Ở tiền giấy ở ngoài cũng như vậy, thì nhà nước in bao nhiêu thì nhà nước in. Đó là lý do tại sao mỗi năm tất cả mọi thứ đều mắc lên, tại vì lạm phát. Và trong game á, tiền các bạn có thể bị hack, tiền các bạn có thể bị làm giả. Ở ngoài cũng vậy, các bạn có thể bị cướp, các bạn có thể xài tiền giả, người ta làm tiền giả. Nhưng mà Bitcoin á, hai cái đó đều không có và sẽ không bao giờ xảy ra hết. Nó không kiểm soát bởi một ai và không có chuyện giả trong Bitcoin. Mọi thứ đều là thiệt và sẽ không có ai có thể thay đổi được chuyện đó. Mình lúc nào cũng ví Bitcoin giống như cái time stone của ông Dr. Strange vậy đó. Nó khi mà cái viên ngọc của ông đó, ông không đồng ý, ông không muốn cho ai, thì người đó sẽ không có một cái cách nào để sở hữu được nó. Chỉ có ông tự nguyện ông đưa. Thì Bitcoin nó cũng như vậy. Cái tính chất của Bitcoin là như vậy. Tính chất cốt lõi của Bitcoin là sự thật và không ai kiểm soát được nó, và không thể làm giả, không thể sửa đổi. Cái tính chất này không có một cái thứ gì trên đời chúng ta có cái tính chất này ngoài Bitcoin. Các bạn phải hiểu cái giá trị nó nằm ở đó. Cái thứ phát minh vĩ đại nhất của loài người nó nằm ở đây. Chưa bao giờ có một cái thứ gì nó giống như vậy, nên chúng ta không thể nào so sánh được. Và cái này nó sẽ thay đổi mọi thứ. Mình tin trong vòng 5, 10 năm nữa không biết, nhưng mà một ngày nào đó nó sẽ thay đổi hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống chúng ta. Và mình muốn nói cho các bạn biết để mình cùng lên cái chuyến tàu này. Cái chuyến tàu này là chuyến tàu cuối cùng, và chắc chắn chuyến tàu này là chuyến tàu cuối cùng. Thì quan trọng là mình lên ở cái toa nào. Mình chọn lên ngay bây giờ và mình sẽ không bao giờ xuống nữa. Vì mình biết chuyến tàu này sẽ không bao giờ dừng lại. Nó bắt đầu từ năm 2009, đến bây giờ nó chưa có dừng lại một ngày nào hết. Thì mình muốn mọi người lắng nghe. Chỉ cần tìm hiểu về blockchain, tìm hiểu về smart contract, các bạn hiểu cái giá trị đó là các bạn sẽ không bao giờ nhảy xuống cái chuyến tàu này nữa. Và mình lên, mình đã xích bèo rồi, mình không bao giờ mình nhảy xuống. Giống như là bạn đầu tư vào thị trường, vào Bitcoin, bởi vì bạn biết là nó có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, và bạn biết những cái ứng dụng của nó, về công nghệ của nó kinh khủng khiếp đến mức nào. Bởi vì trong thị trường ấy, có mấy người giống như là họ đầu tư bởi vì về công nghệ thôi, tức là họ hold dài hạn bởi vì họ tin rằng nó sẽ tăng trưởng nhiều trong tương lai. Còn một những trường phái khác là họ sẽ đến bởi vì lợi nhuận, bởi vì tiền á, như là cái mục đích ban đầu bạn là đến vì tiền. Thì không biết là bạn ở đây theo trường phái thứ nhất hay thứ hai, đó là về vì công nghệ và sẽ hold dài hạn, hay là theo lợi nhuận, hay là cả hai cái gộp lại luôn? Cả hai cái gộp lại luôn. Tại vì cái Bitcoin trong tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình về mọi mặt. Nên và mình hiểu được cái giá trị của Bitcoin trong tương lai, nên không có một cái lý do nào mình không vào cái thị trường này. Nó ảnh hưởng đến mình về mặt tài chính, về cuộc sống của mình, về mọi thứ. Và cái quan trọng nhất là mình tin cái Bitcoin này và cái nó đem lại. Mình muốn cái nó đem lại, cái chức năng nó đem lại. Nên mình mới quyết định mình vào Bitcoin, vào mình quyết định mình lên đây mình nói chuyện để giúp mọi người hiểu nó hơn. Và mình tin cái này là cái cơ hội ngàn năm có một cho Việt Nam mình chở mình. Vì mình biết cái tốc độ phát triển Bitcoin, tốc độ phát triển crypto ở Việt Nam mình rất là lớn.
top 1, top 2. Thì nếu mà mọi người đều có một cái kiến thức vững, đều có một cái tư duy tốt, thì đây là cái cơ hội ngàn năm có một mà cho đất nước chúng ta thì chở mình. Ok, cảm ơn chia sẻ của bạn. Vậy thì bạn có những cái chia sẻ gì giống như là kinh nghiệm khi mà bạn đã tham gia thị trường lâu rồi, bạn có những cái bài học, những cái kinh nghiệm gì bạn muốn chia sẻ cho những người đang xem, đặc biệt là những người mới tham gia vào thị trường được không? À, được. Thì như nãy mình nói thì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ cái blockchain nó làm những gì, nó hoạt động như thế nào, cái smart contract nó hoạt động như thế nào. Mình phải tìm hiểu cái đó thật thật là kỹ mình mới bắt đầu trade, hay là mình mới bắt đầu đầu tư vào thị trường. Vì khi vào thị trường, cái lòng tham của mình mà mình không hiểu gì á, đa phần mọi người sẽ mất hết tiền. Ok, như vậy thì mình rất là ghi nhận, cũng như là những cái gọi là bạn đã tìm hiểu rất rất kỹ về Bitcoin cũng như là công nghệ blockchain và smart contract. Vậy thì cho mình hỏi một cái mình khá là thắc mắc thôi, đó là bạn có bao giờ nghĩ là cái việc mà tiếp cận đến Bitcoin như vậy, tất nhiên là sẽ phần nào khó khăn đối với những người mà gọi là không có biết quá nhiều về công nghệ, những người làm việc rất là bình thường thôi, thì bạn có nghĩ là nó là có một cái gì đó cản trở và khó khăn đối với những người tiếp cận đến Bitcoin không? Đúng, nó khó khăn rất là nhiều. Thứ nhất là về mặt ngôn ngữ, mình biết mình may mắn là mình có một cái vốn tiếng Anh rất là tốt, khá là tốt, mình đọc khá là tốt, thì mình những cái thông tin liên quan đến Bitcoin đa phần là bằng tiếng Anh. Thì nếu mà các bạn không biết tiếng Anh thì nó là một cái thiệt thòi rất là lớn luôn. Và giống như hồi nãy mình chia sẻ, mình hiểu một chút về coding, mình hiểu cái ngôn ngữ nó sử dụng như thế nào, nên mình hiểu về cái cách hoạt động của Bitcoin và smart contract. Quan trọng là cái smart contract, mình may mắn mình có hai cái đó nên mình hiểu về Bitcoin rất là sớm. Nhưng mà nếu mà mọi người không có, nếu như mà mình không có tìm hiểu về công nghệ coding, cũng như là không có biết đọc code, hoặc là không có vốn tiếng Anh của mình rất là cơ bản, thì cũng rất là khó để tìm hiểu những cái tài liệu về Bitcoin, đúng không? Ý bạn là như vậy đúng không? Đúng rồi, mình không biết tiếng Anh thì mình sẽ bị hạn chế rất là nhiều về mặt thông tin. Nên vì vậy mình lên đây mình muốn truyền cái lửa, mình muốn truyền cái lửa cho mọi người, mình muốn truyền cái lửa cho Jenny, mình muốn truyền cái lửa cho tất cả mọi người biết về Bitcoin. Chúng ta phải giúp những người xung quanh. Chúng ta là những người đi đầu, những chiến binh đi đầu. Không có chúng ta sẽ không có Bitcoin trong tương lai. Mình tin Bitcoin sẽ thành công 100%. Nhưng mà sớm hay muộn là do chúng ta. Sớm hay muộn là do những người đi đầu chúng ta truyền đạt, chúng ta dẫn dắt, chúng ta giúp đỡ những người đi sau không hiểu. Mọi người chúng ta, khi ai mà hiểu được cái giá trị của Bitcoin, chúng ta phải nên đi truyền đạt. Vì cái này là cái tương lai của chúng ta, cái tương lai của con cháu chúng ta nữa, chứ không phải là vì chúng ta. Ok, mình hiểu ý của bạn Vinny. Nhưng mà mình cũng phải nói là wording lại một chút để cho tránh gây hiểu nhầm. Tức là ở đây tụi mình không có gọi là dụ hoặc là lùa gà, hay là bảo các bạn, hay là bắt buộc các bạn phải vào thị trường hay gì hết. Mà tụi mình ở đây là những người đã va chạm trong thị trường và đã có kinh nghiệm trong thị trường. Mình cũng, bạn Vinny cũng ở trong thị trường cũng khá là lâu, cho nên có rất là nhiều những kinh nghiệm. Thì bạn cũng hiểu được cái tầm quan trọng cũng như là tiềm năng phát triển trong tương lai của công nghệ blockchain, Bitcoin và đặc biệt là smart contract. Thì bạn hy vọng là truyền được cái động lực này cũng như là niềm cảm hứng đối với những bạn nào mà vẫn còn hoài nghi về công nghệ của blockchain, hay là hoài nghi về Bitcoin rốt cuộc nó có phải là ảo thiệt hay không. Đó, thì các bạn có thể dành thời gian ra để tìm hiểu. Mình nghĩ là, mình tin là ý của bạn Vinny là như vậy. Chứ Coi Sao 8 hay là bạn Vinny cũng như là
không, nhưng cũng như là mình không có bắt buộc hay là không có lùa gà gì hết, cho nên các bạn đừng có hiểu lầm ha. Ok, yeah. Thì cảm ơn bạn Vinny rất là nhiều. Mình nghĩ là đây là lần đầu tiên, thú thật với bạn, đây là lần đầu tiên mà mình có trải nghiệm nói chuyện với những người mà người dùng xung quanh á, mà mình thấy bạn là một người cực kỳ truyền cảm hứng tốt luôn á. Nãy giờ mình nghe xong rồi mình cũng suy nghĩ xong rồi mình cũng được truyền lửa rất là nhiều. Thì cảm ơn bạn Vinny đã tham gia buổi phỏng vấn với Co68 TV ngày hôm nay. Hy vọng là qua cái buổi phỏng vấn ngắn này của tụi mình thôi, thì các bạn cũng biết thêm phần nào về công nghệ blockchain cũng như là ứng dụng của Bitcoin trong cuộc sống, trong những cái ngành khác nhau nó sẽ ứng dụng như thế nào. Thì hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian ra để đọc thêm về cái công nghệ và ứng dụng này ha. Ok, vậy thì qua video ngày hôm nay, hy vọng là bạn thấy video này hữu ích cũng như là truyền được năng lượng cũng như là sự tích cực và truyền lửa cho tất cả các bạn cùng tìm hiểu và đọc thêm những tài liệu về crypto và blockchain cũng như là smart contract ha. Các bạn đừng quên, đó là đây là bài dự thi của vòng 2 cuộc thi Trader Kể Chuyện, cho nên là rất là mong các bạn ủng hộ cho Vinny bằng cách là chúng ta like video này, subscribe kênh YouTube của Co68 TV cũng như là để lại một bình luận bên dưới. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã xem hết video ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và cảm ơn các bạn, cảm ơn Vinny đã tham gia ha. Ok, chào tạm biệt. Chào tạm biệt mọi người.